Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với chân đồng xe hơi. Điều kiện ánh sáng âm thanh nó không tốt một chút, nhưng mà tuy nhiên anh chị thông cảm giúp em. Bên em mới về được, đây là dòng Mazda CX-30, CX-30 nhá. Thì CX-30 bên em có hai phiên bản là bản Luxury và bản Premium. Thì hai phiên bản bán lần lượt với mức giá là 699 và 739 triệu, lệch nhau vào khoảng 40 triệu. Xe này là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, và cái xe để trưng bày để xem ấy thì thời điểm trước nó khá là khan, cũng rất là ít để quay cho anh chị được. Nay thì nó về đầy đủ cả hai bản để em quay lần lượt nhanh, review nhanh từng cái để anh chị xem. Ví dụ đây là phiên bản Luxury bản màu trắng, CX-30 Luxury màu trắng, 699 triệu đồng. Bên em bán các màu giá giống nhau nhá. Anh chị thông cảm là xe vừa về vẫn nguyên băng dính, nhập khẩu nguyên chiếc, vừa xuống thuyền. Mình có thể thấy nhanh phân biệt hai phiên bản qua cái logo, thì đây là logo thường, không phải là logo 3D. Đấy ạ. Mặt lưới tản nhiệt thì vẫn rất là đẹp, lưới tổ ong và ngôn ngữ thiết kế Kodo. Ngoài ra thì mình vẫn được trang bị cái phân khúc tầm tiền vào khoảng ra biển đâu đó vào khoảng gần 800 như này. Thì mình vẫn được trang bị toàn bộ là đèn LED projector có cân bằng cao thấp tự động. Mình có hệ thống đèn LED chạy ban ngày. Gương chiếu hậu bên em cũng là trang bị là gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và chống chói tự động. Ngoài ra thì bản Luxury này cũng được trang bị là có đây, ghế điện. Mình đi nhanh qua nội thất luôn. Ở chiếc phiên bản này thì được trang bị là mâm đúc 18 inch nhé, có thanh giá nóc cũng như là cốp điện. Đây, phiên bản Pre thì nó hơn 40 triệu, thì đa phần là nó hơn ở các tính năng về an toàn các bạn. Đấy, toàn bộ này là cốp điện và cốp của CX-30 cũng rất là rộng. Đấy, có lốp dự phòng, tuy nhiên thì mâm là mâm khác với mâm theo xe nha anh chị nhé. Mâm đúc, mình có nhớ vị trí cốp và khóa cốp đây. Đó, cốp điện, cam đùi đầy đủ. 699, ra biển đâu đó vào khoảng gần 800. Thì mình có một chiếc xe, đây em đi vào nội thất ạ. Xong này nó sẽ hơi tối một chút, anh chị thông cảm giúp em. Mình có ghế điện nhé. Ghế điện theo xe. Đây, các bên này thì chỉnh gương này, cái phần bọc da này cũng rất là đẹp. Loa, thật ra thì mình sẽ có nhớ ghế hai vị trí bắt đầu trên cả hai phiên bản, đặc biệt cảm biến này, TCS A-Stop, cái tính năng an toàn và tự động tắt nổ máy ạ. Mẫu Mazda CX-30 thì bên em được trang bị toàn bộ là phanh tay điện tử, nút command điều chỉnh cũng như là điều chỉnh âm lượng. Cái này hơi tối, em bật điện nhé. Đây ạ. Nó vẫn cơ bản giống các xe của Mazda thôi. Auto hold này, phanh tay điện tử này, điều chỉnh vô lượng, điều chỉnh âm lượng, nút command, hai chế độ lái sport và normal. Ngoài ra mình có một màn hình điều hiển thị trung tâm và có cả hiển thị màn hình hút, đúng không ạ? Động cơ là động cơ 2.0, 153 mã lực, 7 túi khí, cam lùi cảm biến thì bên em trang bị đầy đủ rồi. Ok, mình để thử lên nhá. Đây ạ, đây ạ, màn hình này, đầy đủ màn hình trung tâm, màn hình hiển thị, điều hòa tự động. Thực ra phải phân khúc tiền này rồi thì mình có khá nhiều lựa chọn, tay ốp cửa các thứ,
trong xe thì nó hơi tối, các bác thông cảm giúp em. Đây, mình có nút comment này, điều chỉnh đây. Thì với cái tầm tiền này thì mình cũng có rất nhiều lựa chọn ở trên thị trường rồi, đặc biệt là khi mà các hãng khác họ giảm giá các đầu xe rất là nhiều. Ở tháng này thì với những cái mẫu xe nhập khẩu với trước thì bên em đang có chương trình ưu đãi là tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ theo xe. Và các bác đặt mua ở Bắc Ninh vào tháng 3 2024. Ngoài ra thì bên em vẫn tặng phim cách nhiệt Luma bảo hành 5 năm của Mỹ, bọc vô lăng, visa và các phụ kiện nhỏ nhỏ mình có thể thương lượng thêm. Đấy, thì với mức tiền mà khoảng suýt soát 700 chưa ra biển thì anh chị có thể cân nhắc, có tham khảo chọn CX-30. Đó, mình muốn có tính năng thêm về an toàn như đường cao tốc. Đấy, adaptive cruise control hay là cảnh báo lệch làn giữ làn ấy, thì có thể cân nhắc tham khảo thêm 40 triệu lên phiên bản premium. Lãi suất vay thì anh chị mua trả góp. Thời điểm này mình trả trước khoảng 20% giá trị xe cũng như là chi phí đăng ký đăng kiểm. Lãi trung bình nó sẽ rơi vào khoảng 6-8%, tùy vào từng ngân hàng và tùy vào cái hồ sơ tài chính của mình nhé. Nếu mà mình có lương chuyển khoản tốt như là mà có thuê báo cáo tài chính tốt thì có thể cân nhắc liên hệ qua bên em để được lựa chọn những cái ngân hàng tốt nhất về lãi suất. Ngoài ra có thể tư vấn thêm nếu mà mình gặp khó khăn về cái chứng minh thu nhập. Rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.